Xin chào các bạn, mình là Hợp. Hôm nay mình sẽ gửi đến anh em một chiếc Longines mới về, được ICS mua về. Cái này thì do vận chuyển từ Mỹ về cho nên là cái hộp ngoài của nó là hơi bị va một tí các bạn ạ. Nhưng mà ở trong thì đồng hồ các thứ tất cả vẫn còn nguyên. Chúng ta sẽ có một cái thẻ đi kèm của chiếc đồng hồ này. Và cái này thì như các bạn có thể thấy ở đây là ngày mua là mùng 2 tháng 11 năm 2020. Với mã của chiếc này là L4960.4.11.6. Serial number ở đây, và đây là đại lý bán là Essential Watch ở Beverly Hills tại Mỹ. Chiếc này thì bên mình có mua về và nó là một chiếc mới 100%. Đây là dưới là sổ của nó các bạn nhé. Còn đồng hồ của chúng ta thì ở trong này. Đó. Các bạn có thể thấy ngay thì vì là một chiếc đồng hồ mới 100% cho nên là nó còn nguyên siêu dây với siêu khóa đầy đủ. Chiếc này là một chiếc Longines thuộc dòng Leader, và dòng này thì cùng với flagship và mấy dòng tương tự thì nó sẽ là những cái dòng mà trong cái tầm giá gọi là dễ tiếp cận của Longines. Với một chiếc đồng hồ Longines Leader như chiếc này thì đây là một chiếc có size là 38.5mm, và cái lắc to lắc của nó rất là cụp như này, các bạn có thể thấy lắc to lắc khoảng tầm 46. Thì với chiếc Longines này thì nó sẽ phù hợp với tay anh em nào từ 15.5cm trở lên. Chúng ta sẽ rất là dễ dàng để chúng ta đeo chiếc đồng hồ này. Mặt đeo của nó thì được làm mặt đeo màu trắng và có cọc số là cọc số La Mã, và tất cả cọc số những cái đường outer rim này thì đều được in lên trên mặt đeo của chúng ta, cả logo nữa. Đó. Bộ kim của chúng ta được làm bằng thép không gỉ và nó được làm rất là sáng, bắt sáng rất là tốt. Tại góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có một ô lịch ngày, và ô lịch ngày đang chỉ 14 với cái nền màu trắng cùng màu với mặt đeo của chúng ta. Logo automatic và switch của chúng ta thì được đặt ở góc 6 giờ. Với một chiếc Longines tầm giá là như chiếc này là khoảng tầm 24.500.000 thì thực sự đây là một cái tầm giá gọi là dễ tiếp cận với anh em. Đặc biệt nó lại còn mới nữa. Các bạn có thể thấy ở đây là sợi dây của dòng Leader này khá là hay. Sợi dây của nó giống như kiểu hạt gạo ấy, được làm đeo cũng rất là dễ dàng. Thì với cái dòng dây này chúng ta đeo sẽ cực kỳ ôm tay. Ở đáy sau thì chúng ta sẽ thấy ngay là cái tên là Longines Leader này. Mã đầu của nó là L4.960.4 với thân thép không gỉ. Sweet made, và chúng ta sẽ có là độ chống nước chiếc này khoảng 33, tương đương là 30m, đủ dùng. Bộ máy trên chiếc này là bộ máy đời mới nhất với những cái dòng mỏng của Longines. Thì bộ máy của chiếc này là L888.2. Đây là một trong những cái bộ máy đời mới và được nâng thời lượng tích cót lên tận là 64 giờ tích cót so với đời cũ là 42 giờ. Tuy nhiên thì cái bit của nó thì giảm xuống là 25.200, tương đương với những cái máy Omega. Đó, một cái bit vẫn đảm bảo kim nó không bị giật và chúng ta vẫn có thời gian tích cót rất là tốt. Bộ máy này có 21 chân kính, cùng với đó là như các bạn thấy là cái hoàn thiện của bộ máy rất là tốt với những cái vân circle grain, với cả những cái vân Côte de Geneva này và những cái vân đánh xoáy tròn của nó được làm rất là đẹp. Dòng Longines Leader này thì phù hợp, như mình nói, phù hợp với anh em tay 15.5cm trở lên là chúng ta đeo được. Dòng này thì hiện tại thì các đại lý chính hãng ở trong nước đang bán vào khoảng tầm 32 đến 33 triệu. Và bên mình mua một chiếc mới như vậy thì bên mình bán với mức giá rất là tốt, là bên mình bán với mức giá chỉ là 24.500.000. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc Longines này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.